Dạ, TV256 xin mến chào quý vị. Hôm nay TV muốn cho quý vị dẫn quý vị đi vòng vòng ở trên Internet để coi có cái gì lạ không. Đây, đầu tiên đó, có lẽ là TV, hồi nãy TV tìm cái cô bé mà Thiên Kim đó, cô bé mà đóng phim rất là giỏi Thiên Kim, thì tình cờ TV tìm ra được bà cụ này cũng là trong vai Thiên Kim, là nghệ sĩ Thiên Kim. Mời quý vị nghe nghe. Tao thấy con Tèo nó Nói nói vậy vậy mà mà đúng đúng á không? nha. Nè, Nè, con con gái gái mà mà sắp sắp hai hai ta tay nước nước nặng, nặng nó nước chai chai tay tay hết. hết. Mai Mai mốt mốt bà bà có có bồ, bồ, nó nó nắm nắm tay tay này. này. Nó Như chê chê mẹ. mẹ. Nó nói Nó gái nói mà gái mặt mà tay mặt vậy, tay chai vậy, chai cục chai không à. Mà chai mẹ thì cũng nó có. để chai tay uổng lắm, có Có đúng đúng không? không? Quá Quá đúng đúng luôn luôn á. á. Ba Ba ngày ngày mới mới chở chở một một lần, lần, còn còn chị chị ngày ngày nào nào cũng cũng chở chở. á, Cái thì này chị là tự Tăng tay Thanh làm. Hà đấy nè quý vị ơi. Trời ơi. Tăng Thanh Mẹ Hà tôi coi nha. như là chở nước, Quý tôi mở tay vị. ra chắc tôi đói luôn á. Rồi bây giờ tôi nhờ quý vị cái này là Đan Nguyên nha. Đan Nguyên, nghe chút xíu nhạc ha. Đan Nguyên hả? Đan Nguyên, để coi coi có bao nhiêu người gọi là hâm mộ đi. Ca sĩ Đan Nguyên nè, 150.000 lượt thích, 769.000 người theo dõi Đan Nguyên. Đó là cái trang nhà của Đan Nguyên đó. Rồi bây giờ đến xem Nguyễn Cao Kỳ Duyên. Nguyễn Cao Kỳ Duyên có cái gì đặc biệt không ta? Đáng chú ý, Nguyễn Cao Kỳ Duyên cách chống kẻ lừa đảo mạo danh bán hàng giả hay nhất xin xe. Nè, Nguyễn Cao Kỳ Duyên nói gì đây? Không có tiếng nói hả? Rồi. Trọng Đã đã xảy xảy ra ra trong trong thời thời gian gian gần gần đây đây. là thưa thưa quý quý vị, vị, Kỳ Kỳ Duyên, Duyên cái cái Facebook Facebook của của Kỳ Kỳ Duyên Duyên tháng tháng vừa vừa rồi rồi bị bị hack hack và và Kỳ Kỳ Duyên Duyên mới mới lấy lấy lại lại được được đây đây cả cả hai hai account account Nguyễn Nguyễn Cao Cao Kỳ Kỳ Duyên Duyên và và Kỳ Kỳ Duyên Duyên Nguyễn. Nguyễn. Nhưng Nhưng mà mà trong trong thời thời gian gian đó đó thì thì Kỳ Kỳ Duyên Duyên được được biết biết rằng rằng ở ở trên trên Facebook Facebook có có quá quá nhiều nhiều người người bán bán hàng hàng giả giả và và Kỳ Kỳ Duyên Duyên được được biết, biết ngay ngay cả cả những những người người Kỳ Kỳ Duyên Duyên quen quen mà mà còn còn nói nói rằng rằng là là bị bị mất mất tiền. tiền. Thì Thì thưa thưa quý quý vị, vị, hôm hôm nay nay Kỳ Kỳ Duyên Duyên muốn muốn nói nói cho cho quý quý vị vị hai hai cách cách để để mà mà quý quý vị vị có có thể thể biết biết được được cái cái nào nào là là hàng hàng thật thật của của Kỳ Kỳ Duyên Duyên và và đồ đồ thật thật và và cái cái nào nào là là giả. giả. Thì Thì thưa thưa quý quý vị, vị, cái cái cách cách hay hay nhất nhất là là lúc lúc trả trả tiền. tiền. Vì Vì khi khi quý quý vị vị trả trả tiền tiền mua mua đồ đồ hàng hàng ở ở Mỹ Mỹ đó đó thì thì phải phải trả trả tiền tiền vào vào công công ty ty của của Kỳ Kỳ Duyên Duyên và và công công ty ty đó đó là là Kỳ Kỳ Duyên Duyên House. House. Kỳ Kỳ Duyên Duyên House House nha. mua Yeah. hàng ở Thôi, Việt Nam. thôi như đây là đủ rồi nghe. Rồi bây giờ bước qua Trấn Thành. Trấn Thành ở trong nước có cái phim gọi là Nhà Bà Nữ rất là nổi tiếng nha. Trời ơi, Trấn Thành tới 19 triệu người theo dõi và 53 đang theo dõi, dễ sợ không? Trấn Thành quá sức trời hơn, 19 triệu người theo dõi. Là do mẹ quyết định. Thôi đóng phim rồi là ác liệt luôn, đánh thiệt. Trấn Thành rồi nhiều phim ha, ai cũng có một người bà như thế. Nghe nói cái phim này là nổi tiếng lắm đó quý vị ơi. Trời ơi, 450 tỷ. Trời ơi, cao nhất lịch sử phim chiếu rạp Việt Nam. Nhà Bà Nữ vẫn đang chiếu tại rạp. 450 tỷ trong 24 ngày.
5 triệu vé. Kinh hoàng. Khủng khiếp luôn ha. Phim nhà bà nữ rất là nổi tiếng ha. Hình như Trấn Thành là đạo diễn luôn ha. Quá xa trời. Hay quá. Rồi bây giờ đến Trường Giang. Trường Giang là cũng có một cái phim gọi là Nhà Trọ Destiny, phát sóng lúc 20 giờ từ ngày 9 tây tháng 9 2022. Cái này là qua rồi nha. Qua rồi Trường Giang. Đây là những nghệ sĩ mà nổi tiếng đang ở Việt Nam. Cái gì đây? Mình coi một chút xíu. Chơi bún chơi tung nữa. Cờ bún. Chơi cái gì lại. Chơi khó rồi. Trời ơi, cái mì gì mà đen thui à. Rồi, cảm ơn quý chị đã nghe nghe nghe. Để có đây còn thêm gì nữa không? Đây là, có cái tên ông Nguyễn Đình, ông Nguyễn Lân Thắng nha. Nguyễn Lân Thắng. Rồi mình chơi tắt cái này á. Nguyễn Lân Thắng đó đang bị truy tố đó nghe. Đây là cái hình ảnh của ông Nguyễn Đăng Thắng. Thông tin về vụ án của ông Nguyễn Lân Thắng. Ngày 17 tháng 1 là ngày mai nè. Bữa nay. Bên Việt Nam là bữa nay. 2023, cơ quan an ninh điều tra đã ra bản kết luận điều tra vụ án và chuyển toàn bộ hồ sơ sang vụ án sang Viện Kiểm soát Nhân dân thành phố Hà Nội để truy tố Nguyễn Lân Thắng về tội làm tàng trữ hoặc là tuyên truyền thông tin tài liệu vật phẩm nhằm chống nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam quy định tại Điều 117 Bộ Luật Hình sự. Trời đất ơi! Người ta tàng trữ, người ta có cái quyền tự do ngôn luận, tự do thông tin và tự do gọi là phát biểu. Thì người ta có quyền tàng trữ những cái tài liệu, vật phẩm. Mà làm sao mà nói chống nhà nước là làm sao? Người công dân có quyền lên tiếng phản đối những cái điều mà nhà nước sai lầm là nhà nước phải cảm ơn người ta. Chứ không phải là bắt người ta bỏ tù bằng cái điều gọi là Bộ Luật Hình sự 117 nói là người ta tuyên truyền trong khi người ta sử dụng cái quyền tự do ngôn luận. Không thể nào gọi là tuyên truyền một người họ không có khả năng nào mà họ có thể mà họ lật đổ cái nhà nước này vì cái vấn đề mà tuyên truyền ấy đó. Một cái nhà nước mà phải tại sao phải sợ một cái công dân như vậy? Sao? Nhà nước làm tầm bậy. Nhà nước này làm tầm bậy lắm. Tự nhiên nói người ta tuyên truyền mà trong khi nhà nước đó làm chủ tịch hội đồng nhân quyền Liên Hiệp Quốc. Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa này làm chủ tịch hội đồng nhân quyền Liên Hiệp Quốc mà không hiểu về bản tuyên ngôn quốc tế nhân quyền. Bản tuyên ngôn quốc tế nhân quyền đó, người dân người ta có quyền tự do ngôn luận. Không có thể nào mà kết tội người ta là tuyên truyền được hết. Người ta có quyền nói, người ta có quyền lên tiếng, người ta có quyền phản biện, người ta có quyền thấy những điều bất công người ta lên tiếng.
Tự nhiên bắt người ta trong cái điều mà 117 thật là vô lý. Mình đang cho quý vị nghe những chuyện vui cười mà bất ngờ mình gặp cái ông Nguyễn Lân Thắng này bị truy tố là mình thấy mình rất buồn, đúng không? Đang vui tự nhiên. Thôi, cảm ơn quý anh chị đã lắng nghe nha. Dạ.